Vâng, xin chào các bạn, tôi là Tuấn Anh đến từ phòng truyền thông của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Và hôm nay tôi đang có một chuyến đi về tại xã Thôn Mạn D, xã Nam Trung, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương để tiến hành thăm lại một công trình nhà vườn mái Thái được chúng tôi thiết kế cho gia đình anh Khương. Và đứng bên cạnh tôi đây là chị Thiệu, vợ của anh Khương các bạn nhé. Thì đầu tiên em xin phép em chào chị Thiệu ạ. Vâng, chị Thiệu có thể cho em hỏi một cái số vấn đề được không ạ? Tức là trong cái quá trình mà bên em về đây thiết kế đến lúc mà gia đình mình hoàn thiện nên một cái căn nhà vườn to đẹp như thế này, thì chị có thấy hài lòng với cái bộ thiết kế và cái sản phẩm thiết kế của bên công ty mang lại cho gia đình mình không ạ? Nói chung là như này là chị thấy là tuyệt vời em ạ. Dạ tuyệt vời đúng không ạ? Quá đẹp luôn. Dạ vâng. Và chị có thể chia sẻ với mọi người thêm là khi mà mình xây nên cái mẫu nhà này thì không biết xung quanh đây có nhiều người đến để hỏi thăm về cái mẫu nhà này không ạ? Nói chung là bắt đầu chị khởi công được một thời gian ngắn thì có rất người đến thăm và hỏi xem là nhận bản thiết kế ở đâu. Dạ. Nhiều người đến hỏi thăm lắm. Vâng. Và muốn tìm hiểu đến công ty của bên em. Dạ vâng. Và các bác thợ trong cái quá trình thi công thì không biết có gặp khó khăn gì về cái việc đọc bản vẽ này không chị? Có ạ. Cũng nói chung là bác ấy cũng cầm một bên quyển đấy rồi về rồi bác ấy tìm hiểu để xây. Dạ vâng. Vâng. Và cái quá trình thi công của mình là mình sẽ mất khoảng tầm bao nhiêu tháng để thực hiện toàn bộ cái công trình này chị? Nhà chị thì nói chung là gần một năm. Gần một năm đúng không ạ? Vâng. Và chị có thể chia sẻ mọi người một cái thắc mắc mà mọi người rất là hay quan tâm. Đấy là một cái mẫu nhà như này thì chị thi công hết khoảng tầm bao nhiêu được không ạ? Nhà chị như này chắc là tầm 2 tỷ. 2 tỷ đúng không ạ? Vâng. Và một cái mẫu nhà vườn mái Thái theo phong cách hiện đại 2 tỷ với diện tích là khoảng tầm 240m² các bạn nhé. Thì sẽ có những cái công năng như thế nào và sẽ có những cái gì đặc biệt ở trong đấy thì lát nữa tôi sẽ dẫn các bạn để đi vào khám phá toàn bộ công trình mà chúng tôi thiết kế cho gia đình anh Khương và chị Thiệu nhé. Vâng, và đây là chính là toàn bộ cái phối cảnh mặt tiền ở phía bên trước của căn nhà vườn mái Thái mà chúng tôi thiết kế cho gia đình anh Khương các bạn nhé. Đấy thì các bạn có thể nhìn thấy những cái hình khối nổi bật của mẫu nhà vườn này. Đấy, đây là các cái phối cảnh ở các cái mặt hông. Rồi, đây là cái hướng sảnh phụ của gia đình anh. Đấy, và đây là các cái phối cảnh ở mặt tiền khác. Thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các bạn cái chi tiết, các cái kích thước, các cái công năng mà chúng tôi đã bố trí cho gia đình anh Khương các bạn nhé. Và theo chia sẻ của gia đình anh Khương thì anh đã thực hiện hết toàn bộ theo giống như trong cái bộ bản vẽ mà chúng tôi đã là tiến hành thiết kế cho anh. Thì dựa trên cái khuôn đất chúng tôi khảo sát cho anh và chúng tôi sẽ lên cái phương án thiết kế cho anh với cái bề rộng mặt tiền là 15m3 các bạn nhé, gần 15m3. Đấy, chiều sâu của cái công trình này thì là có kích thước là 14,4m. Thì chúng tôi thiết kế cho anh những công năng chính như sau. Thứ nhất là một khu vực phòng khách liên thông với khu vực phòng ăn. Đây các bạn có nhìn thấy khu vực phòng khách và phòng ăn đây. Thì nó có diện tích tổng thể nó khoảng tầm là 75m² các bạn nhé. Thì trong công trình này chúng tôi còn bố trí cho anh là 4 khu vực phòng ngủ, một khu vực phòng thờ. Phòng thờ có diện tích là 14,25m² ở đây. Đấy, phòng ngủ thứ nhất có diện tích là 14,29m², nó nhìn thẳng ra cái khu vực mặt tiền của công trình này. Phòng ngủ thứ hai có diện tích là 15,79m². Phòng ngủ thứ ba là một phòng ngủ master có diện tích sử dụng là 15,54m² kết hợp với một nhà vệ sinh rộng 3,85m². Phòng ngủ thứ tư là một phòng ngủ có diện tích 16,75m² sử dụng kết hợp với một khu vực nhà vệ sinh 3,63m². Đấy, ở trong cái công trình này chúng tôi còn bố trí cho gia đình anh thêm một cái khu vực nhà vệ sinh chung có diện tích là 3,91m² và một cái khu vực sảnh phụ để kết nối ra phần sân phía trước ở đây. Đấy, bây giờ thì mình sẽ đi vào để khám phá toàn bộ cái công năng thực tế mà gia đình anh Khương đã tiến hành xây dựng các bạn nhé. Vâng, và bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các bạn trước cái khu vực mặt tiền. Toàn bộ những cái chi tiết mặt tiền tôi sẽ giới thiệu qua những cái chi tiết mà chúng tôi đã thiết kế cho gia đình anh Khương. Ở đây chính là cái khu vực mặt tiền của toàn thể công trình của gia đình anh Khương các bạn nhé. Thì công trình này nổi bật với một cái hệ mái trùm nó khá là rộng từ cái tim trục bên này đến qua tim trục bên kia. Đấy, cái hệ mái này nó bao phủ hết toàn bộ cái phần mặt tiền của công trình nhà vườn của gia đình anh Khương. Kết hợp với đấy thì chúng tôi chia ra một cái khu vực sảnh chính ở đây.
Khu vực sảnh chính này thì chúng tôi là thiết kế cho anh một cái tạo vòm đấy, để nó mang hơi hướng tân cổ một tí thôi các bạn nhé, tân hơi nhẹ nhàng về tân cổ thôi. Kết hợp với hai cái hệ cột ở đây, chúng tôi đắp to cho anh và kết hợp với cái bệ đá. Thì các bạn có thể nhìn thấy toàn bộ cái hình khối của ngôi nhà này nó hiện lên một cái sự khỏe khoắn, cái sự gân guốc và đạt cái tính thẩm mỹ rất là cao trong cái thiết kế của công ty chúng tôi. Và anh Khương đã tận dụng toàn bộ cái bản thiết kế này và thực hiện theo như thế để lên một cái công trình nó phải là giống như trong cái bản thiết kế và đạt được cái mơ ước của gia đình anh. Đấy, cái hệ cột các bạn có thể nhìn thấy những cái hệ màu này nó đan xen với cái màu trắng của gia đình anh Khương. Thì cái tông màu chủ đạo của gia đình anh ấy thì là anh sử dụng cái màu là xanh nhạt các bạn nhé, xanh da trời mà nó nhạt thôi chứ không quá đậm. Đấy, các cái bệ cột này thì các cái chi tiết đá này được các bác thợ là gia công rất là tỉ mỉ các bạn nhé. Các cái bệ cột này nó tôn lên được cái phần sảnh này cực kỳ nhiều. Đấy, và ở cái phần sảnh chính này chúng tôi còn thiết kế cho anh một cái hệ cửa chính này. Các bạn có thể nhìn thấy cái hệ cửa chính này, chúng tôi làm cái khuôn bao xung quanh. Đấy, nó sẽ có cái kích thước, nó có các chi tiết mà thẩm mỹ rất là cao. Kết hợp với cái bộ cửa chính là bằng chất liệu gỗ lim Nam Phi có khuôn bao các bạn nhé. Và hai cửa dựa thì là nó có kích thước lớn hơn hai cửa hai bên. Đấy, ở bên này chúng tôi bố trí cho anh một cái khu vực là cái sảnh. Sảnh này có thể tạm gọi là một cái sảnh cà phê, một cái sảnh đón các bạn nhé. Và ở khu vực phía trước này, toàn bộ anh Khương sử dụng hầu hết trong công trình là bằng cửa gỗ lim Nam Phi hết các bạn nhé. Không ít, rất ít chi tiết về cái cửa nhôm hệ sinh pha. Đấy, các bạn có thể nhìn qua một cái số chi tiết mặt tiền ở phía bên hông. Đấy, phía bên hông thì chúng tôi cũng bố trí cho anh đầy đủ tất cả các cái. Thứ nhất là về cái hệ mái này, các cái hệ mái chúng tôi trang trí các cái đường gờ phân tầng, các cái đường chỉ kẻ ngang tường, đấy, các cái mạng màu để phối giữa cái phần bệ móng này, phần thân nhà này rồi và phần mái, nó rất là chi tiết. Và bây giờ thì mình sẽ đi vào ở phía bên trong để tham quan lại toàn bộ cái công năng thực tế mà chúng tôi đã thiết kế cho gia đình anh Khương các bạn nhé. Vâng, và tôi đang đứng ở trong cái khu vực là cái phòng khách của gia đình nhà anh Khương các bạn nhé. Thì khu vực phòng khách của gia đình anh Khương được thiết kế một cái phong cách rất là hiện đại các bạn ạ. Thì phong cách thiết kế của gia đình anh Khương, anh muốn là tổng thể toàn bộ cái ngôi nhà của anh nó phải thoáng, nó phải lấy được cái không khí tự nhiên, nó phải có cái sự liên thông một cách là tuần hoàn giữa cái khu vực phòng bếp và khu vực phòng khách. Cho nên chúng tôi đã tiếp nhận, tiếp thu cái ý tưởng và tiếp thu cái yêu cầu nguyện vọng của gia đình anh Khương. Chúng tôi lên cái phương án thiết kế cho gia đình anh với cái khu vực phòng khách và phòng bếp. Chúng tôi làm theo kiểu không gian mở các bạn nhé. Đấy, cái không gian này thì các bạn có thể nhìn thấy một cái không gian nó liên thông với khu vực phòng bếp ở đây. Và không gian này thì ở trên bản vẽ chúng tôi thiết kế cho anh tổng diện tích giữa hai không gian này là 75m² các bạn nhé. Rất là rộng để sử dụng một cách thoải mái toàn bộ cái nhu cầu sử dụng trong gia đình. Kết hợp giữa cái trung tâm của phòng khách thì chúng tôi có bố trí cho gia đình anh Khương là một cái bộ bàn ghế, và anh Khương sử dụng ở đây là một cái bộ bàn ghế tay vuông các bạn nhé, bằng chất liệu gỗ hương đá. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy một cái bộ bàn ghế là khá là đồ sộ nằm ngay giữa trung tâm phòng khách của gia đình anh Khương. Và ở phía này thì anh Khương có bố trí là một cái kệ tủ tivi này. Cái kệ tủ của tivi này thì anh sử dụng là các cái chất liệu là gỗ, cũng là gỗ hương đá các bạn nhé, nhưng mà anh sẽ sử dụng là các cái đường thẳng này trơn, không quá cầu kỳ về các cái hình thức chạm trổ. Đấy, ở đây thì anh có bố trí một cái tivi kích thước khá là lớn, khoảng tầm 65 inch các bạn nhé. Toàn bộ cái phần trần của cái phòng khách và cái phòng bếp thì là anh đang sử dụng cái hệ trần là trần bê tông trát phẳng, kết hợp với các cái hệ đèn led downlight và cái mảng màu ở trong phòng khách này, anh sử dụng cái tông màu vàng lông gà non nhưng mà sẽ hơi nhạt xuống các bạn nhé. Rồi bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn tiếp theo cái không gian của khu vực phòng thờ. Thì tôi cũng đã chia sẻ với các bạn rồi là toàn bộ cái phần cửa của gia đình anh Khương thì anh chủ yếu là sử dụng là cửa bằng chất liệu gỗ lim Nam Phi có khuôn bao. Thì đây là cái cửa mà để đi vào không gian phòng thờ các bạn nhé. Đấy, anh sử dụng chất liệu gỗ lim Nam Phi. Đấy, các cái chi tiết hoàn thiện của chất liệu cửa này nó rất là tỉ mỉ. Đấy, các bác thợ làm rất là cẩn thận để đáp ứng được cái yêu cầu của gia đình anh Khương. Và cái khu vực phòng thờ này thì có diện tích là 14,25m² các bạn nhé.
Thì chúng tôi cũng mở ra một cái hệ cửa 4 cánh bằng chất liệu gỗ lim Nam Phi kết hợp với chấn song ngang ở đây. Đấy. Để là lấy cái phần ánh sáng có thể là nhìn ra cái phần sảnh trước của gia đình nhà anh Khương. Đấy, ở trong này thì anh cũng bố trí đầy đủ các cái thiết bị là từ vật dụng là từ sập thờ. Đấy, để là phục vụ cho cái khu không gian phòng thờ này. Các cái khu vực nền của khu vực phòng khách này thì anh sử dụng là gạch 80-80 để lát nền, nó tạo một cái khoảng không gian nó rất là rộng, nó mở rộng cái tầm mắt nhìn của mình ra các bạn nhé. Rồi bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các bạn tiếp theo cái không gian của khu vực phòng bếp của gia đình anh Khương. Thì không gian phòng bếp này có diện tích là 36,09 m². Thì trong không gian phòng bếp này thì anh Khương đã bố trí rất là đầy đủ các cái thiết bị để phục vụ cho nhu cầu sử dụng của gia đình. Từ cái tủ bếp, thì tủ bếp này theo chia sẻ của gia đình anh Khương thì anh sẽ sử dụng bằng chất liệu là gỗ ốc chó hết các bạn nhé. Đấy, gỗ ốc chó, gỗ thịt ốc chó hết. Đấy. Và trong này thì anh đã bố trí đầy đủ các cái thiết bị từ tủ bếp thông minh này, rồi các cái thiết bị bồn rửa, kết biệt điện. Đấy, toàn bộ là anh đã bố trí rất là đầy đủ để phục vụ nhu cầu sử dụng của cá nhân rồi. Đấy. Và ở trong khu vực phòng bếp này thì anh cũng có là ốp lát toàn bộ gạch tường này. Đấy, ốp gạch tường từ phía chân tường lên đến cái đỉnh của cốt trần luôn. Đấy. Và trong không gian phòng bếp này chúng tôi cũng mở ra một cái hệ cửa 4 cánh ở đây bằng chất liệu gỗ lim Nam Phi để lấy cái phần ánh sáng và không khí từ phía bên hông nhà vào cho gia đình anh Khương, kết hợp với một cái hệ cửa ở đây là cái hệ cửa ra vào để đi xuống cái phần không gian sảnh phụ, đi thẳng ra cái phía sân trước của gia đình anh Khương. Rồi, thì ở không khu vực này chúng tôi bố trí cho anh là cái chính là cái khu vực nhà vệ sinh các bạn nhé. Đấy. Bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn lần lượt các cái công năng của phòng ngủ. Thì hôm nay là do gia đình anh Khương là có việc nên là có một số phòng ngủ tôi sẽ không giới thiệu được, mà tôi sẽ chỉ giới thiệu qua kích thước các bạn thôi. Đầu tiên là phòng ngủ số 1, đây là phòng ngủ của con gái anh Khương các bạn nhé. Thì phòng ngủ này có diện tích là 14,29 m² và nó cực kỳ thoáng các bạn nhé. Đều để được cái ánh sáng và không khí tự nhiên. Thứ nhất là ở phía trước mặt chúng tôi mở ra cho anh Khương một cái cửa 4 cánh kích thước rộng để là lấy ánh sáng không khí tự nhiên vào trong cái phòng của cháu. Và ở đầu giường chúng tôi bố trí thêm hai cái phần cửa nhỏ nữa. Đấy, hai cái phần cửa nhỏ này thì có thể là mở ra được để lấy ánh sáng vào các bạn nhé, bên hông. Rồi ở trong cái phòng ngủ này chúng tôi còn bố trí kết hợp các cái thiết bị, các cái vật dụng như giường này, tủ này, rồi các cái bộ bàn học để cho là khi mà cháu sử dụng thì là sẽ có cái khoảng không gian là nó thích hợp nhất và sinh hoạt là tối ưu nhất. Rồi bây giờ thì mình sẽ giới thiệu với các bạn tiếp các cái không gian phòng ngủ còn lại. Thì ở đây, ở khu vực này thì có hai khu vực phòng ngủ các bạn nhé. Đây, hai khu vực phòng ngủ này là hai khu vực phòng ngủ khép kín, có diện tích lần lượt phòng này là có diện tích 16,75 m² thì hiện tại là chưa mở vào được, và phòng này là một phòng khép kín các bạn này. Tiếp theo, ở khu vực thứ hai là cái phòng ngủ này có diện tích là 15,54 m², cũng là một phòng ngủ khép kín và sử dụng toàn bộ cái vật liệu cửa là bằng gỗ lim Nam Phi có khuôn bao. Đấy, cái độ dày cửa nó khá là lớn và chi tiết hoàn thiện rất là tỉ mỉ. Đây là phòng ngủ số 4 của công trình và phòng ngủ này có diện tích là 15,79 m² các bạn nhé. 15,79 m² và phòng ngủ này thì hiện tại là chưa sử dụng đến, cho nên là anh Khương đang hiện tại là đang chứa những cái vật dụng, những cái kho giống như là một cái kho nhỏ ở trong đây. Và ở đây thì cũng chúng tôi cũng mở ra một cái hệ cửa sổ 4 cánh rộng để lấy toàn bộ ánh sáng gió từ phía hông nhà vào cho toàn bộ công trình của phòng ngủ này. Và hầu hết ở trong cái khu vực nội thất, cái màu sơn nội thất của gia đình anh Khương thì anh sử dụng là cái màu là vàng của lông gà. Đấy, nhưng mà nhạt thôi chứ không quá đậm để nó tạo ra cái độ dịu cho mắt các bạn nhé. Đây, các bạn có thể nhìn lấy toàn bộ cái tổng quan một lần nữa cái công trình của gia đình nhà anh Khương các bạn. Vâng, và vừa rồi tôi vừa giới thiệu với các bạn một mẫu nhà vườn mái Thái theo phong cách hiện đại có diện tích khoảng tầm 240 m² các bạn nhé. Được chúng tôi thiết kế cho gia đình anh Khương tại xã Nam Trung, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Và em cũng rất cảm ơn gia đình anh Khương và chị Thiệu đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ thiết kế của bên công ty cổ phần kiến trúc Kisato để công ty có thể về đây lên cái phương án thiết kế cho gia đình mình một cái mẫu nhà đạt theo cái yêu cầu mơ ước của gia đình mình ạ. Chị cảm ơn bên em nhé. Dạ vâng. Và bên công ty cũng có một cái phần quà muốn gửi đến cho gia đình mình là cảm ơn gia đình đình mình đã luôn đồng hành và sát cánh cùng bên công ty cổ phần kiến trúc Kisato, và hy vọng sau này thì gia đình cũng là thành một cái khách hàng thân thiết để có thể giới thiệu thêm đến nhiều khách hàng hơn nữa để cho công ty thực hiện cái sứ mệnh làm đẹp từ tâm trên 63 tỉnh thành.
Vâng. Mặt cho gia đình chị xin cảm ơn bên em. Dạ vâng ạ. Bên công ty của em ạ. Dạ vâng. Và vừa rồi tôi vừa giới thiệu với các bạn một mẫu nhà vườn mái Thái theo phong cách hiện đại được chúng tôi thiết kế cho gia đình anh Khương tại thôn Mạn D, xã Nam Trung, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Thì nếu các bạn đang muốn tham khảo một mẫu nhà vườn như này thì có thể đến gặp chị Thiệu tận nơi ở thôn Mạn D ở đây thì để tham khảo và để chị Thiệu chia sẻ hơn về cái mẫu nhà này cho các bạn nhé. Và nếu các bạn đang muốn thiết kế cho gia đình mình một mẫu nhà vườn, nhà 2 tầng, nhà lô phố thì hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại ở phía bên dưới để chúng tôi có thể về tận nơi trực tiếp tư vấn khảo sát thiết kế cho gia đình mình một mẫu nhà đạt theo cái yêu cầu, nguyện vọng và cái mơ ước của gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ về mẫu nhà đẹp trong chương trình lần sau.